Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tình huống giao tranh giữa Bang Đại Sport và Upload Esports. Và khi thấy ô tô bắn súng luôn. Oh my god! Một pha highlight đến từ Atun của team QG. Đua ô tô bắn súng. Và Atun đã có cho mình double kill. Nhưng chiếc xe của anh cũng sắp đổ rồi. Thêm một ít đạn nữa thôi. Và đó là hai mạng đến từ các thành viên bên phía của team Vài Đất Ích. Trả đũa thành công. Và giờ thì Divine họ sẽ có cơ hội bắn cả thế giới trong tiếng này. Thêm những tiếng bắn ra, Nguyễn Bá Địch đạt hạ gục Lightning rồi. Vài Đất Ích dừng lại vị trí top 8. Liên tục là những tiếng bắn nhau rất toàn lạc. Một vòng bò quá sâu cho các team. DIC Smell vừa có cho mình cái mạng của Blue VI bên phía Paradise. Và cơ hội dành cho Paradise cũng đang bị giảm đi. Họ cũng đang là tìm tranh cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với hơn khoảng 15 điểm. Vâng, không thể phát hiện ra vị trí của Mèo Ú. Bây giờ thì có vẻ như nhìn thấy điều gì đó rồi. Mèo Ú, bây giờ làm một tiếng bắn lớn, CP phải trả giá ngay lập tức. Một pha confirm kill, từng điểm một đều rất quý giá thời điểm hiện tại. Cơ hội đang là quá lớn cho Divine. Họ đang còn nguyên cả 4 player cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy là các viên Divine đã clear hoàn toàn đội game bom. Và giờ chỉ còn lại hai player đến từ các thành viên bên phía của Esports thôi. Top 1 là đây, top 4 là đây. Cơ hội là quá nhiều dành cho các viên Divine. Và thậm chí họ có thể lên ngôi vô địch sau trận đấu này. Z knock out vị trí top 1 server. Chỉ còn lại một mình Béo Rora. Tình huống đang là 4v1. Mở cánh rất hay đến từ Tuto. Và Béo Rora đang bị bao vây hoàn toàn rồi. Vâng, hình ảnh đang nét như so đi. Và đó là chiến thắng dành cho Divine Esports với 9 kill. Như vậy thì với top 1 và có 9 kill thì họ sẽ có tổng cộng là 19 điểm. Tổng cộng 19 điểm được cộng trên bảng xếp hạng.